Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ 3 đồng 50 cent. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Hôm nay Nhi Huyền nói tới một cái loại protein, đó là thực vật, thưa quý vị, loại thịt mà người ta làm giả bằng thực vật như là từ đậu khuôn nè, rồi từ những cái lúa mạch ra là người ta làm cái loại đó. Nhưng mà theo cái nhà nghiên cứu gần đây nhất, người ta nói những cái loại này có cái độ tiêu hóa lâu hơn so với là thịt thật, thưa quý vị. Thì những cái loại thịt mà bằng thực vật với là người ta so sánh với lại thịt gà, thì ức gà đó, thưa quý vị, thì khi mà hai cái loại này nó đi vô trong cái dạ dày và trong cái ruột non của mình á, thì cái loại protein thực vật nó đi vô lâu hơn 2%, tức là nó tiêu hóa ở trong cơ thể lâu hơn so với thịt gà là 2%. Người ta nói chứng minh như vậy nhưng mà cũng không nhiều lắm và tùy theo cơ thể của mỗi người nữa. Thì đây là một cái nghiên cứu của Dajen Osvaldo Campanel, là người đứng đầu nghiên cứu của Đại học Tiểu bang Ohio, cho biết vừa rồi. Và ông ta đã sử dụng tái tạo ra cái ruột, cái dạ dày và cái ruột non của con người, và ông cha cho cái protein thực vật cho cái thức ăn thịt thực vật và cái thịt gà đi vô khác nhau. Trong lúc mà nghiên cứu như vậy thì ông ta thấy rằng thực vật, cái đồ ăn bằng thực vật nó có cái chế tạo, nó tiêu hóa lâu hơn so với thịt gà rất là nhiều. Vào năm 2018 thì ở Hoa Kỳ cũng đã tạo ra những cái loại thịt như là thịt thực vật rất là nhiều, từ đậu phụng, là từ lúa mạch. Và như quý vị cũng thấy rằng là cái thịt này, nó những cái đồ ăn thực vật này rất là tốt. Tuy nhiên thì ông ta vẫn nói rằng là những cái thức ăn mà bằng thực vật nó nhiều axit amin hơn, mặc dù là nó tiêu hóa rất là thấp. Tuy nhiên, tôi nói để biết như vậy, để mà quý vị khi mà ăn thì cũng biết rằng là mình biết điều chỉnh cái đồ ăn của mình để mà cái tiêu hóa của mình nó tốt hơn. Tại đôi lúc mình ăn cái đồ ăn thực vật protein vô, mình nói ồ, mình ăn cái đồ nhẹ như vậy, không có thịt, không có nặng ruột, mà tại sao vô nó bị ê bụng. Thì cho biết rằng, cái nghiên cứu là cho biết rằng nếu mà quý vị ăn thực những cái protein, những cái thịt từ thực vật thì cái tiêu hóa nó chậm hơn so với là ăn thịt gà. Thôi thì tại sao mình chúng ta làm những ăn những cái loại thịt giả đó, chúng ta mua đặng đại một con gà ở chợ Đa Cao hay chợ Hòa Bình đồ đó. Cái này em nói cho những người ăn chay gà thịt sống ra mua đặng con gà về ăn. Mà thật sự là nếu như mà chúng ta ăn đồ chay, thưa quý vị, thì em nghĩ rằng là rau củ quả tươi để mà chúng ta chế biến, hoặc là đậu phụ, đậu hũ đó, thưa quý vị, chúng ta về chúng ta chế biến thì nó ăn nó dễ tiêu hơn là chúng ta ăn những cái loại thực phẩm mà nó giả. Ví dụ như em thấy một cái số người ăn chay thì người ta vẫn hay mua những cái loại mà những cái con gà giả, nguyên một cái bản nửa cái con gà luôn. Là đồ chay nha, mà làm từ thảo hũ nha, nhìn rất là hấp dẫn, thưa quý vị, và cũng nghe mùi có giống như mùi gà vậy. Rồi những cái con cá người ta làm thành những cái con cá kẹo chay á, có thể là cá sâu mình cũng vậy, rồi làm đồ chay rất là khéo. Khi mà kho lên ăn thì cũng giống như cái mùi vị, cũng giống như cá, cái mùi thôi chứ, nhưng mà nhưng mà thật sự là nó rất là khác. Nhưng mà để mà chúng ta làm ra những cái đó thì ít nhiều gì, Lê Thái nói ít nhiều gì thôi nha, chứ không phải Lê Thái nói hoàn toàn. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải sử dụng một số cái loại mà phẩm chất, hoặc là những cái chất tạo dai, tạo màu này nọ, để cho những cái món chay của chúng ta nó giống hơn với lại những cái món mà ăn truyền thống. Thì có thể là nó sẽ gây cho chúng ta không tốt cho sức khỏe. Thật ra nếu như mà tốt nhất, nếu như mà quý vị ăn chay thì có những cái đồ mà chúng ta có sẵn, đồ tự nhiên, đồ fresh, thì chúng ta làm đồ ăn chay thì vẫn tốt hơn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin. Như quý vị cũng đã biết, khóc là một cái hành động bản năng của con người. Và khóc thì nó giúp cho chúng ta có thể là đôi lúc giảm, lúc chúng làm chúng ta giảm căng thẳng, hoặc là giúp chúng ta biểu lộ cảm xúc, hoặc là có thể mà kết nối tương tác với những người khác nó dễ dàng hơn. Và đôi lúc thì cũng làm cho chúng ta được gọi là sao ta, được giải tỏa một cái phần nào đó trong cái cuộc sống nỗi niềm của chúng ta. Nếu như chúng ta bị ức chế thì khóc hoặc là những giọt nước mắt nó sẽ có tác dụng rất là nhiều. Và Natalia Datilo là một cái nhà tâm lý học lâm sàng tại bệnh viện Brigham và Women's ở Boston ở Mỹ, thưa quý vị. Thì bà nói rằng là cái việc mà tâm thần học tại trường E. Harvard khẳng định là một trong những cái cách tốt nhất
là khóc là một trong những cái biện pháp tốt nhất để chúng ta cảm thấy cơ thể chúng ta tốt hơn. Và các nhà tâm lý học người ta nói rằng là mọi người có xu hướng khóc nhiều hơn khi người ta gặp những vấn đề về khó khăn, hoặc là khi chúng ta cảm thấy căng thẳng kéo dài, hoặc là thiếu ngủ, lo lắng về tương lai, hoặc là mất kết nối với xã hội, với những người xung quanh, hoặc là khả năng phòng vệ của chúng ta sẽ bị suy yếu, hoặc là khi chúng ta lo sợ, thì những điều này nó chạm đến cái giới hạn sức chịu đựng tối thiểu ở trong cơ thể, trong con người, trong tinh thần của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta sẽ đi tìm khăn giấy để mà chúng ta lau nước mắt. Và tiến sĩ Verger Holst của trường đại học Tilburg, Hà Lan và các đồng nghiệp đã dành 30 năm để mà nghiên cứu về cái giọt nước mắt ở 35 quốc gia và tìm hiểu khi nào khóc nó sẽ có lợi cho sức khỏe và khi nào khóc nó sẽ có hại cho sức khỏe. Và tất cả các nhà khoa học này người ta phát hiện ra rằng, thưa quý vị, là mọi người cảm thấy tốt hơn, khỏe hơn sau khi người ta được khóc và được người khác an ủi. Và sẽ rất là hữu ích khi mà con người khóc vì một điều gì đó mà họ có cảm giác là họ có thể kiểm soát được, thưa quý vị. Và nghiên cứu của tiến sĩ Winger Hart chỉ ra rằng là phụ nữ khóc nhiều hơn nam giới và từ 2 cho đến 5 lần một tháng, còn đàn ông thì 2 tháng khóc một lần hoặc là ít hơn. Hoặc là đàn ông thì có ít khả năng khóc vì những điều đơn giản, chẳng hạn như một cái sự cố máy tính. Điều này có thể là do đàn ông người ta có văn hóa kìm nén những cái giọt nước mắt và testosterone nó ức chế khóc nó nhiều hơn đối với phụ nữ. Nhưng đàn ông sẽ khóc khi mà gặp những tình huống mà nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như những mất mát hoặc là đau lòng. Hoặc là đàn ông người ta có xu hướng dễ khóc hơn khi họ ở cái lứa tuổi họ già đi. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị bản tin khóc và chúng ta khóc thì như thế nào cho đúng cách. Như chị thì khóc như thế nào cho đúng cách? Nói khóc như thế nào cho nói khóc thì khóc thôi. Không tới khóc, khi khóc. Đúng rồi. Theo Lê Thái nghĩ thì khi mà chúng ta buồn chúng ta khóc bằng tự nhiên thì chúng ta khóc. Nhưng mà một số người ta lại không khóc tự nhiên như vậy. Một số người ta lại bắt cỡ, người ta tìm một cái nơi an toàn để người ta khóc. Hoặc là người ta tìm một cái người bạn có thể giúp đỡ và người ta vừa dựa lên cái bờ vai để người ta khóc. Hoặc là có những người ta trốn vào một cái nơi nào đó người ta khóc một mình. Giống Lê Thái hoặc là em thì hồi đó cũng có khóc nhưng mà bây giờ hết khóc rồi, chai sạn này. Khóc trong lòng thôi chứ bây giờ đâu còn cái gì đứa đâu mà khóc. Nó thật với chị luôn là đối với con người của chúng ta, đối với những suy nghĩ của Lê Thái thưa quý vị, thì chúng ta chỉ dành cái giọt nước mắt dành cho khi mà ba mẹ chúng ta qua đời hoặc là ngã xuống. Thì đó là những cái giọt nước mắt mà đáng quý nhất và ý nghĩa nhất để mà chúng ta dành cho cái người mà chúng ta thân yêu nhất đã mang để đầu chúng ta. Còn lại những ngoài kia xã hội thì rất là nhiều điều khó khăn. Nếu như mà chúng ta dành giọt nước mắt để chúng ta giải tỏa thì cũng tốt chứ không phải không. Nhưng mà nếu như đối với một người đàn ông với lại cái cá tính như Lê Thái thì em không có sử dụng nước mắt để mà chúng ta giải quyết một vấn đề. Yeah. Đúng rồi, em chỉ sử dụng có khóc thì cũng nuốt vào trong thôi, hoặc đau lòng quá thì cũng nuốt vào trong hoặc cố gắng quên đi thôi. Còn mình dành nước mắt để cho những người thân yêu của mình, đúng không chị? Vậy là không có ai có thể làm Lê Thái khóc được đâu nha quý vị. Nghe quý vị nào sẽ được giải thưởng nếu mà làm Lê Thái khóc. Ủa vậy? Thì như công bố cái giải thưởng là Lê Thái khóc. Nhưng mà đặc biệt thưa quý vị, như Lê Thái nói đó, đàn ông mà không mít ướt thì thôi, mà đàn ông mà khóc đó, là khóc khủng khiếp lắm đó. Em đã từng thấy những người đàn ông mà mít ướt rồi, có nghĩa là không phải mít ướt, người ta rất là nhạy cảm và người ta rất là dễ đổ nước mắt. Không phải là phụ nữ khóc không dỗ không được à? Khóc dỗ không được. nhiều thằng nó giả đò nó khóc thì nó tựa vai vào cái bờ vai phụ nữ, giả đò hoặc là giả đò tựa vào ngực phụ nữ chẳng hạn, rồi đâu biết cái nội dung hoặc là cái ý đồ như thế nào rồi, đúng không? Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là một trong những bản tin về những cái supplement, tức là những cái loại vitamin A, B, C và cái loại kẽm mà mình thường hay uống. Mà cái này người ta nói cho người Mỹ, đa số người Á mà là mình bị thiếu supplement rất là nhiều, những cái loại vitamin rất là nhiều. Nhưng mà một trong những nhà dinh dưỡng, các chuyên gia dinh dưỡng họ kêu rằng bốn cái chất bổ sung này A, C, B và kẽm, đa số người Mỹ họ đã ăn uống đầy đủ hết rồi nhưng mà họ vẫn uống thêm. Nếu vitamin A mà uống nhiều quá thưa quý vị sẽ bị lòa mắt, sẽ bị xảy ra rất là nhiều bệnh. Thì thường thường theo cái chế độ dinh dưỡng của người Mỹ thì họ đã ăn uống đầy đủ có chất vitamin A, B và C và đầy đủ của mỗi năm để mà họ có đầy đủ cái chất dinh dưỡng ở trong đó rồi. Các loại thực phẩm như là ngũ cốc, rau, hạt, đậu thì tất cả trong đó nó có đầy đủ chất dinh dưỡng của A, C, B và chất kẽm ở trong đó. Nếu quý vị nào mà ăn những cái đó hàng ngày thì đã đầy đủ những cái chất vitamin ở trong đó rồi, và nếu uống thêm nữa thì nó chỉ thặng dư mà thôi. Như những nhà chuyên gia họ nói rằng là đa số những người Mỹ họ ăn
trái cây nè, rau quả và những cái thức ăn hàng ngày của họ có chứa rất nhiều vitamin C, nhưng họ vẫn uống thêm những cái loại vitamin đó thì sẽ làm dư thừa và không cần nữa. Và những người phương Tây đa số là họ đầy đủ chất dinh dưỡng. Thường thường vì vậy, nhờ theo người Á của mình cũng vậy, thưa quý vị, đôi lúc mình đã đủ vitamin D rồi mà mình vẫn uống thêm thì nó cũng gây hại rất là nhiều, là nên đi bác sĩ và kiểm tra để coi mình thiếu chất gì. Nhưng mà đa số những người ăn chay, vitamin B12 là một câu chuyện khác. Vì vì ăn chay thuần thì họ không có đủ cái chất dinh dưỡng để mà tìm thấy cái B12 ở trong, B12 đa số tìm thấy ở trong những cái đồ ăn của động vật và thịt và protein rất là nhiều. Chính vì vậy thì họ cần phải bổ sung B12. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền đã đưa đến một cái thông tin hữu ích về cái vitamin B12 cho tất cả mọi người. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần ngày thứ Bảy ngày hôm nay. Như Huyền và Lê Thái một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và tiếp tục ủng hộ Như Huyền và Lê Thái trong suốt chặng đường Cà Phê Sáng cuối tuần nha. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày thứ Bảy thật là vui vẻ.